Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá sầu riêng cập nhật sáng sớm ngày 19 tháng 1, giá đi ngang. Hiện tại thì thị trường sầu riêng cũng đang có biến động liên tục. Bà con nhớ đón theo dõi thường xuyên. Tại miền Tây, mức sàn kinh 108-109, sáu hổ 101-102, chuồng bò 95.000-100.000, ri sáo hàng đẹp 105-110.000 đồng, ri sáo mô xô từ 85.000-95.000, sầu riêng thái hàng đẹp 106-170.000 đồng, sầu riêng thái mua xô 104-150. Tại miền Đông, ri sáo hàng đẹp 104.000-109.000, ri sáo mua xô từ 85.000-94.000, sầu riêng thái hàng đẹp 106-169.000, sầu riêng thái mua xô 104-148.000. Tại Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp 104.000-109.000, ri sáo mua xô 85.000-94.000 đồng, sầu thái hàng đẹp 106-169.000 đồng, sầu thái mua xô 104-148.000. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy địa phương, tùy thương lái. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.